Chào mọi người nhé, mình đang ở cái vị trí này là ở phần cổng chợ San Thàng của Lai Châu. Hôm nay trời rất là mưa. Đấy, mọi người có thể thấy là cái bãi xe nó rất là đông. Bây giờ mình sẽ đi phá chợ. Mọi người cùng đi nhá. Đây, mọi người thấy là không khí rất là nhộn nhịp. Đây có các chị mang gà đi bán này. Cái đào rất nhiều quả nhưng mà cuối cùng là nó bị rụng hết này. Đào. Đây ngay phần cổng chợ là có anh ấy bán chim nhé. Mọi người nhé. Đây, con này bán chim. Phải về đi làm, anh cứ trải nghiệm nhé. Ở đây mình thấy là bán rất nhiều lan. Rất là hơi tiếc một chút là hôm nay trời mưa. Đây là đoàn của mình hôm qua là đi chợ đây. Đây mình đang muốn ở chợ San Thàng nhưng bây giờ mình vào chợ này. Đây phía cổng chợ. Đây mình vừa bán là rất là nhiều gì. Đây là rất nhiều xoài. Đây mọi người thấy là đây là chỗ bãi xe này nó rất là nhiều. Đây là thịt anh ơi. Đây là thịt ngựa nha mọi người. Và bán thịt ngựa. Mình thấy ngoài đấy có rất nhiều hàng bán thịt ngựa. Cái cô này là người ta bán các cái hạt giống, giống rau. Mình đến đây là cô này là cô bán gạo, bán gạo, bán ngô. Đây họ đang bán rất là nhiều ngô, cả ngô hạt với cả ngô xay. Thank you.
này là khu bán đồ len, các cái vật phẩm cho các cô các chị để thêu. Có rất là nhiều len nhá, sặc sỡ đủ các màu nhá mọi người. Đây là đây mình thấy có một bà mà nó mua len rồi để thêu. Đây đây, đây chỗ này cũng là một cái hàng bán len và bán thổ cẩm. Đây là không khí mua bán ở chợ rất là tấp nập. Thì phiên chợ này là diễn ra vào trong một tuần có 2 ngày. Ngày thứ năm và ngày chủ nhật mọi người. Đủ sắc màu đồng bào dân tộc. Ở cái khu này là mình thấy mọi người đang mua cái vải, vải lanh. Vải này là vải lanh này em ơi. À vải bông. Đây mình bán theo mét này như nào ạ? Bao nhiêu tiền một mét này em? À 5.000 mét. Cái này về xong rồi sau đó là mới nhuộm ạ. Sau đó mới nhuộm sang mùa sau ạ. Là vải của cây bông nhé mọi người nhé. Đây vải của cây bông. Đây mình vừa hỏi thì thế em ấy nói là 50.000 một mét. Đây mọi người mua rất nhiều. Quầy này là bán đồ trang sức, các cái vòng như là vòng dài, là vòng bạc, các bạn mua rất nhiều. Chú ơi, mình thấy là mọi người đi mua cái vải bông rất là nhiều về để sau đó là về nhuộm lại quần áo. Cái giao dịch rất là nhộn nhịp. Chợ thời tiết giờ đang mưa mọi người ạ, mà chợ là vẫn rất là nhộn nhịp.